tử thần, ngoạm đầu xe tải 15 tấn ở Thủ Đức. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 20 tháng 4, tài xế Trương Văn Cường, 54 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe tải trên chạy trên đường Võ Chí Công hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi vừa qua cầu Phú Mỹ, tài xế phát hiện phần mặt đường phía trước bị sụt lún nên phanh gấp, tuy nhiên phần đầu xe vẫn sập xuống hố sâu. Hơn 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường xe tải 15 tấn sập hố tử thần trên đường Võ Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Tại hiện trường, phần cabin xe tải sập xuống hố tử thần có đường kính khoảng 5 mét, sâu hơn 2 mét, xung quanh miệng hố có dấu hiệu xảy ra sụt lún thêm. Do một phần làn đường xảy ra tai nạn bị phong tỏa nên giao thông ùn ứ kéo dài. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.